người đàn ông nhấn đầu bé trai xuống bể bơi. Nghi hàng xóm có quan hệ bất chính với vợ, gã chồng ra tay tàn độc. Chồng dùng dao sát hại vợ tử vong khi đang ăn cơm cùng con gái. Bắt thêm 3 bị can trong vụ nổ bìn tại Thủy điện Nậm Cấu, Lai Châu. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang giải quyết vụ một cháu trai nhỏ tuổi bị người đàn ông dùng vũ lực ở bể bơi. Bắt xin lỗi con mình gây bức xúc. Theo công an quận Tây Hồ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính người đàn ông trong đoạn clip ở phường Quảng An có tên viết tắt là NTD, sinh năm 1995, trú tại phố Nghĩa Dũng. Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, anh D chở hai con trai của mình là cháu T A sinh năm 2016 và chờ A sinh năm 2018 đến bể bơi trên phố Đặng Thái Mai để học bơi. Khi các con bơi, D ngồi trên bờ trông con. Cùng thời điểm này, cháu H A sinh năm 2015 cũng đến bơi. Tất cả chơi với nhau được một tiếng, thì tại bể bơi nhỏ, cháu T A bị cháu H A đùa nghịch nhấn xuống từ phía sau. Do lúc đó thầy giáo dạy bơi nhắc nhở HA nên D không có ý kiến gì. Tuy nhiên, 15 phút sau, D nghe thấy tiếng khóc của cháu TA nên chạy đến thì thấy cẳng chân trái của cháu bị sưng tấy. TA nói vừa bị HA đẩy ngã, thương con và bức xúc nên D đi đến tìm hỏi HA xem bố mẹ đâu để nói chuyện. HA nói tự đi một mình đến bể bơi nên D yêu cầu cháu HA phải xin lỗi con mình. Trong lúc bức xúc, D đã nhảy xuống bể bơi trẻ em dùng tay nhấn cháu HA xuống nước vài giây rồi dẫn cháu HA đến xin lỗi các con mình. Sau khi HA xin lỗi, ba cháu nhỏ lại chơi với nhau. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày để đưa các con mình về nhà. Quá trình giải quyết, đại diện gia đình các bên đều xác định sự việc là không mong muốn, xuất phát từ việc vui chơi của trẻ và hợp tác giải quyết để xin lỗi phụ huynh cháu HA. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đang tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Oanh để điều tra về hành vi phạm tội và dùng súng chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trước đó, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thị xã Trơn Thành đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên đường DT751 thuộc phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành thì phát hiện một xe taxi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác thấy Trần Ngọc Oanh, sinh năm 1995, quê Phú Yên, ngồi hàng ghế sau ô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu Oanh xuống xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, Oanh lấy khẩu súng trong ba lô rồi xuống xe bỏ chạy. Nhận thấy đây có khả năng là đối tượng phạm tội, tổ công tác sử dụng xe mô tô đuổi theo. Thời điểm này, Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước và Trung tá Nguyễn Tấn Triệu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Trơn Thành đi ngang qua phát hiện sự việc, sau đó cùng tổ công tác truy đuổi đối tượng. Chạy được khoảng 800m, đối tượng này vào nhà một người dân dùng súng đe dọa, đồng thời chĩa súng về hướng Trung tá Vạn bóp cò, nhưng may mắn súng bị kẹt làm đạn rơi xuống đất. Ngay lập tức, Trung tá Vạn và Trung tá Triệu đã áp sát quật ngã, khống chế đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khẩu súng rulo, một viên đạn một số túi ni lông chứa chất ma túy. Đối tượng này khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đắk Nông với số tiền công 10 triệu đồng. Theo Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, thời điểm này, anh và Trung tá Triệu đang nghỉ ca, tình cờ đi ngang qua hiện trường thì phát hiện sự việc. Do đối tượng cầm súng nguy hiểm nên không ai dám áp sát. Khi anh đuổi theo chỉ cách hơn 5 mét thì đối tượng anh bất ngờ nổ súng. Ngày 17 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin đã bắt thêm 3 bị can trong vụ nổ mìn tại Thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, làm 2 người thương vong vào ngày 9 tháng 8. Cụ thể, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ xảy ra tại công trường thi công hầm số 3, Thủy điện Nậm Cấu. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can. Đây là những người không có đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định nhưng đã liều lĩnh bất chấp quy định của pháp luật tiến hành nổ mìn tại hầm thủy điện nậm cấu. Ba bị can bị bắt là SSS sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su phi, tỉnh Hà Giang, TAQ sinh năm 1968 và TTC sinh năm 1971, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hồ Nguyên huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt TQZ, phó giám đốc và HZT thủ kho về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sau khi vụ án xảy ra, D đã chỉ đạo người xóa dấu vết hiện trường, dặn công nhân khi cơ quan chức năng làm việc sẽ khai nạn nhân tử vong do bị xét đánh. Đồng thời, D chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn để đối phó với cơ quan pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra. Còn TAQ và TTC được dê giao thi công và quản lý tổ công nhân sử dụng vật liệu nổ đào hầm số 2, số 3. Còn SSS là người trực tiếp nhận thuốc nổ từ dân. Như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can trong vụ án này và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó, tại dự án Thủy Điện Nậm Cấu đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột khiến anh CZ tử vong anh TDH bị thương nặng. Tối 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin, đơn vị đã phối hợp viện kiểm sát nhân dân cung cấp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô 7 chỗ. Theo thông tin ban đầu được biết, khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 8, xe đầu kéo biển kiểm soát 72H001XX do tài xế TTP, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kéo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 72R 022XX chạy trên tỉnh lộ 765 theo hướng từ Đồng Nai sang Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến km 25 300 đường 765 thuộc thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 72A 67806 chưa rõ tài xế điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng, tài xế tử vong tại chỗ sau khi văng ra khỏi ghế lái, cách hiện trường vài chục mét. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ nát vụn phần đầu, kính chắn vỡ vụn, mảnh vỡ rơi tung tóe khắp đường. Sáng 18 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe giường nằm 2 tầng biển số 51B-29576 của hãng xe Phương Trang lưu thông hướng Nha Trang-Đà Lạt khi xe đi đến một khúc cua trước cầu Đa Sa, km 108-639, quốc lộ 27C, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km, thì bất ngờ lấn sang trái đường, đâm bay hộ lan và lao xuống vực bên dưới cầu. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đến sát bờ suối, cách mặt đường khoảng 5m. Rất may, xe không bị lật nên tài xế và hành khách đã đập kính cửa sổ ở phía đuôi xe để thoát ra ngoài. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 10 hành khách nhưng tất cả đều an toàn, không bị thương tích. Chiếc xe cũng bị hư hỏng phần đầu xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương và xe cứu hộ để đưa chiếc xe khách trở lại mặt đường. Sau khi xảy ra vụ việc, các hành khách cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, ổn định tinh thần. Đến 8 giờ 30 phút sáng 18 tháng 8, chiếc xe khách đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi vực. Hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 16 tháng 8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Lều Văn Hải, 31 tuổi, ở xã Trường Khong, huyện Sông Mã, Sơn La để điều tra về hành vi giết người. Trước đó khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Sông Mã về việc khoảng 10 giờ cùng ngày, Lều Văn Hải đã sử dụng hung khí sắc nhọn chém nhiều nhát anh Phạm Văn Vĩ, sinh năm 1995, chị Đào Thị Vương, sinh năm 1993, cùng chú tại xã Trường Khong, huyện Sông Mã, và bà Hoàng Thị Xuân, sinh năm 1962, chú tại tổ Năm, thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La. Hậu quả, anh Phạm Văn Vĩ tử vong, chị Phương và bà Xuân bị thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Sông Mã. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an huyện Sông Mã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Hải nghi ngờ vợ là chị Phương có quan hệ bất chính với anh Phạm Văn Vĩ hàng xóm trong thời gian Hải đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Mặt khác, số tiền Hải gửi về chị Phương ở nhà chi tiêu không rõ ràng, nợ cũ chưa trả lại tiếp tục nợ thêm 400 triệu đồng nên ngày 15 tháng 8, Hải nảy sinh ý định sát hại chị Phương, anh Vĩ. Khi chị Phương đang ở trong nhà tắm, Hải cầm một hung khí sắc nhọn, loại dao mèo dài 47cm, tác động nhiều nhát vào người chị Phương. Thấy chị Phương gục xuống, đối tượng mới dừng lại. Sau đó, Hải tiếp tục sang nhà anh Vĩ, nói dối là nhờ Vĩ đi lên nương, bê hộ thùng nước. Đến nơi, Hải cầm hung khí liên tiếp ra tay về anh Vĩ. Khi thấy anh Vĩ tử vong, Hải đi về nhà. Trên đường về, Hải thấy bà Hoàng Thị Xuân đi xe mô tô chở bà Hoàng Thị Thân, mẹ đẻ Hải, thì Hải nảy sinh ý định sát hại bà Xuân. Do Hải nghi ngờ bà Xuân thông đồng với chị Phương, anh Vĩ, sát hại mình, nên Hải đã cầm dao tiếp tục ra tay với bà Xuân. Căn cứ tài liệu thu thập được, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian 3 ngày đối với Liều Văn Hải để tiếp tục xác minh làm rõ. Mới đây, lãnh đạo Tòa Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang về hành vi môi giới hối lộ. Vị lãnh đạo này cho biết, vị cán bộ này đang đi học ở Hà Nội và bị bắt. Cán bộ này đang trong thời gian đi học ngoài kia nên cơ quan không quản lý. Theo thông báo, bắt người phạm tội quả tang của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi về địa phương, người bị bắt là bà Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi, quê xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, chú phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Nga là phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh, thương mại, thuộc tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Theo thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ghi bà Nguyễn Thị Nga bị xác định đã có hành vi môi giới hối lộ, phạm vào điều 365 Bộ luật hình sự và hiện đang bị tạm giữ. Hiện bà Nguyễn Thị Nga bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 19 tháng 8, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chị NTQ, 38 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, cùng con gái ngồi ăn cơm ở phòng trọ trong hẻm thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì bị chồng là ông Mai Văn Huy, 39 tuổi, quê Lâm Đồng, dùng dao chém liên tiếp vào người. Chị Quy ôm bụng bỏ chạy ra đầu hẻm thì gục xuống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ đã tử vong. Đối tượng Huy sau khi gây án đã vứt hung khí đi, sau đó bị công an bắt đưa về phường. Thông tin từ người nhà nạn nhân, chị Quy và chồng sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng, do xảy ra mâu thuẫn, chị Quy đưa con đến Bình Dương ở cùng cha mẹ ruột tại phòng trọ trên. Sáng 18 tháng 8, Huy tìm đến khu nhà trọ và giữa hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều cùng ngày, trong lúc cãi nhau, người chồng ra tay sát hại vợ. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do vợ bỏ nhà đi nên ông này tức giận đi tìm và gây ra án mạng. Trước đó tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ án mạng cũng do mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, công an thành phố Tân Uyên cho biết, tối 17 tháng 8, Đỗ Văn Giang, sinh năm 1994, quê Kiên Giang, tìm đến phòng trọ của chị L tại phường Phú Chánh. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Gã thanh niên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Lờ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó hung thủ tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Trước đó đôi nam nữ trên có quan hệ tình cảm với nhau, chị Lờ làm công nhân ở Bình Dương. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân về quê và nói với gia đình sẽ đến Bình Dương để giải quyết chuyện cá nhân, nói lời chia tay với người yêu, sau đó sẽ nghỉ làm công nhân để về quê ở hẳn. Tuy nhiên nạn nhân mới lên phòng trọ và gặp bạn trai thì xảy ra án mạng. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, nghi phạm trong vụ án mạng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Công an thành phố Tân Uyên đã bố trí lực lượng theo dõi nghi phạm trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ngày 18 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp là tin rác, không có thật. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B cũng cho biết, sau khi nắm bắt thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp qua ứng dụng bình tránh trực tuyến. Địa phương đã tập trung xác minh làm rõ. Trước đó, thông tin chi 100 triệu đồng để làm lãnh đạo ấp được phản ánh lên phần mềm ứng dụng bình tránh trực tuyến. Người phản ánh để lại tên là T, ngụ xã Vĩnh Lộc B. Thông tin này cũng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xôn xao. Theo nội dung phản ánh, người có tên là T đã chi 100 triệu đồng đưa cho một bí thư chi bộ trưởng ấp để chạy chức lãnh đạo ấp và con ruột sẽ được làm bí thư chi đoàn ấp. Nhưng sau khi đưa tiền xong thì không có kết quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin thì xác định trên địa bàn có người phụ nữ tên T. Tuy nhiên, khi được mời lên làm việc thì bà T khẳng định không hề phản ánh tin này. Người dân phản ánh lên ứng dụng Bình Chánh trực tuyến, không để lại số điện thoại thông tin cá nhân nên lực lượng chức năng khó liên hệ với người này để xác minh thông tin. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B nói: Thông tin giác sai sự thật sẽ làm ảnh hưởng đến địa phương và uy tín, danh dự của người bị đưa thông tin sai. Về vấn đề bố trí nhân sự ở ấp, lãnh đạo xã cho biết tất cả đều được thực hiện theo quy trình, không thể có chuyện xảy ra tiêu cực. Ngày 17 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại khu vực phía Nam, báo cáo của Viện Pasteur trong 2 năm 2023-2024 ghi nhận 199 ca đậu mùa khỉ, viết tắt là MPox, trong đó có 8 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca MPox phát hiện trong 2 năm 2023-2024 tại thành phố Hồ Chí Minh là 156 ca, trong đó có 6 ca tử vong. Riêng năm 2024 có 49 ca MPox không có ca tử vong. Sở Y tế cho biết, số ca đậu mùa khỉ tại thành phố có 100% là nam giới, tuổi trung bình là 32 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là từ 30 đến 39 tuổi chiếm 46% 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới MSM. Đáng lưu ý có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Dòng virus gây bệnh hiện vẫn là clade cũng là dòng gây bệnh cho các nước trên thế giới. chưa phát hiện clade ít, dịch vẫn lây chủ yếu trong nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng tính qua hành vi quan hệ tình dục không an toàn. ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc, điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là thực hành quan hệ tình dục an toàn. Trước đó ngày 14 tháng 8 Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ hai trong vòng 2 năm vì bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở châu Phi. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mới đây đưa ra phán quyết phúc thẩm trong vụ án tranh chấp đòi lại nhà giữa bà N, bà Giờ và ông Hờ. Theo đó, tòa đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện của hai bà N và Giờ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài. Vụ việc bắt nguồn từ việc xây dựng một căn nhà trên mảnh đất của người mẹ đã mất Bà N và bà Giờ khẳng định họ đã góp tiền xây nhà này và yêu cầu ông Hờ và gia đình trả lại. Tuy nhiên, ông Hờ lại cho rằng chính ông và gia đình đã bỏ tiền ra xây dựng và không có sự đóng góp của hai bà N và Giờ. Theo hồ sơ, bà Giờ trình bày khi bà còn ở Hàn Quốc, anh ruột bà là ông K, chồng bà N, đang nuôi mẹ nên anh em bà thỏa thuận hùn tiền xây nhà cho mẹ ở để tiện phụng dưỡng mẹ. Vì vậy, bà đã nhờ con gái gửi tiền từ Hàn Quốc cho ông ca 3 lần, tổng cộng 23.700 đô la Mỹ, tức khoảng 500 triệu đồng. Đây là một trong những điểm khó khăn trong việc xác định quyền sở hữu căn nhà là việc thiếu các bằng chứng cụ thể như hợp đồng xây dựng, giấy tờ chuyển tiền hay người làm chứng. Do bà đang ở Hàn Quốc nên chỉ gửi tiền về cho ông ca xây nhà. Người thầu xây nhà và nấu cơm thợ là vợ chồng con cái của ông Hờ, là một người anh khác của bà Giờ. Hai bên không làm hợp đồng khi xây xong căn nhà có trả cho thầu 115 triệu, người nấu cơm 25 triệu, trả làm nhiều lần, khi trả tiền không làm giấy tờ và không ai chứng kiến. Năm 2017, căn nhà xây xong, giá trị là 850 triệu đồng. Tháng 9 năm 2021, ông ca qua đời nên anh em thống nhất cho ông hờ về nuôi mẹ, nhưng ông hờ không nuôi mà để cho con gái về nuôi. Vì vậy, căn nhà này có vợ chồng con gái ông Hờ và mẹ bà giờ sinh sống đến tháng 8 năm 2023 thì mẹ bà qua đời. Từ đó, bà khởi kiện đòi lại nhà, yêu cầu ông Hờ và vợ chồng người con phải di rời, trả lại căn nhà có diện tích hơn 120m2 cho bà và bà Nờ. Bà Nờ cũng thống nhất lời khai như bà giờ. Thực tế, các bên có những lời khai khác nhau về nguồn gốc số tiền xây nhà, vai trò của từng người trong việc xây dựng và sở hữu căn nhà. Ông Hờ cho rằng bà giờ nói không đúng Ông là người đã nuôi mẹ từ năm 2001 đến năm 2016. Ông và vợ chồng con gái hùn tiền xây nhà cho mẹ ở. Ông Hờ cho rằng không có việc ông ca và bà giờ hùn tiền cất nhà. Vì vậy, ông không đồng ý yêu cầu đòi lại nhà của Nguyên Đơn. Người con gái thống nhất lời trình bày của ông Hờ. Một người anh em ruột của bà giờ, ông ca, ông Hờ khai rằng ông Hờ không trực tiếp nuôi mẹ, chỉ tới lui chăm sóc đối với căn nhà là do ông ca và bà giờ xuất tiền cất chứ không phải do ông hờ và con gái xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện cái nước chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện đòi lại nhà của nguyên đơn buộc ông hờ và vợ chồng người con gái phải tách rời kết cấu nhà sắt tiền chế mái tre hơn 40 mét vuông ra khỏi vách tường căn nhà và di rời các tài sản khác khỏi ngôi nhà để trả lại cho bà nờ bà giờ sau đó các bị đơn kháng cáo sau khi xem xét kỹ lưỡng các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bên, tòa phúc thẩm đã đưa ra quyết định bác bỏ yêu cầu khởi kiện của bà N và bà Giờ. Tòa án nhận định rằng căn nhà được xây dựng trên phần đất mà người mẹ đã cho ông Hờ theo di trúc, do đó ông Hờ có quyền sử dụng căn nhà này. Tòa cho rằng có cơ sở xác định căn nhà do các con góp xây dựng trên phần đất của người mẹ nhằm mục đích cho người mẹ ở nên tài sản này là của người mẹ. Khi người mẹ qua đời, tài sản trên được xác định là của người mẹ để lại. Theo tòa, án sơ thẩm xác định căn nhà là tài sản riêng của Nguyên đơn là chưa phù hợp. Trong khi đó, căn nhà xây dựng trên phần đất mà người mẹ đã cho ông Hờ theo di chúc năm 2001, nếu buộc bị đơn trả nhà nhưng diện tích đất gắn với căn nhà ông Hờ không được quản lý sử dụng cũng không phù hợp. Từ đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện đòi lại nhà của Nguyên đơn.